sẽ không phải 20 năm mà nó có thể chỉ cần 10 đến 15 năm nữa mình phải đối mặt với chuyện rằng là 10 người cao tuổi, 10 người dân thì chỉ sẽ có 2 người cao tuổi. Là cái loại mật bộ xương nó sẽ giảm dần nhanh lắm ở người nữ khi mà người ta vừa mãn kinh xong. Thì mình sẽ thấy là theo thời gian á, cái cột sống cổ của mình nó sẽ chúi về phía trước và nó sẽ có cái tình trạng là chèn ép cái cổ họng, cho nên là người cao tuổi đôi khi lại than khó nuốt, rồi than dễ mắc nghẹn. Còn các cái xương thì nó mất mật độ, rồi nó cắt đĩa đệm, rồi nó giảm, nó thoái hóa, nó mọc gai. Còn sụn khớp á, nó cũng có những cái biến đổi về mặt cấu trúc và đưa đến cái tình trạng là dễ thoái hóa khớp. Ở đây mình sẽ thấy rằng là những cái biến đổi về mô quanh khớp, về chức năng khớp, nó làm cho người cao tuổi dễ bị thoái hóa khớp hơn. Ngoài dây chằng gân hoặc là dây chằng, còn khớp đĩa đệm thì nó sẽ bị hư tổn, nó dễ bị mọc gai, nó bị thoát vị đĩa đệm. Thì các cái bệnh xương khớp thường gặp ở người cao tuổi đó là thoái hóa khớp hay là cột sống. Cái thứ hai nữa là loãng xương và đưa tới hậu quả là gãy xương. Và nó có thể bị viêm khớp. Viêm khớp nó có thể là viêm khớp thông thường, hoặc là viêm khớp gút, hoặc viêm khớp dạng thấp. Cái thoái hóa khớp và cột sống thì đây là tại vì cái nguyên nhân chính của nó là cái quá trình lão hóa cộng với cái tình trạng chịu áp lực quá tải và kéo dài của sụn khớp. Thì người ta thấy rằng là ở Mỹ người ta thống kê là có khoảng 60-90% người từ 65 tuổi trở lên là bị thoái hóa khớp. Ở Việt Nam tỷ lệ này khoảng 25%. Và cái thoái hóa thì cái vị trí thường gặp nhất nó sẽ là cột sống nè, rồi tới đầu gối nè, rồi tới khớp háng nè, và bàn tay và các cái khớp khác. Và triệu chứng của nó sẽ là đau khi vận động hoặc là khi nghỉ ngơi. Hai nữa là hạn chế vận động. Ba là biến dạng khớp. Nhưng cái biến dạng khớp trong thoái hóa khớp đó, nó không có nhiều như các cái bệnh lý khớp khác, mà chủ yếu là nó mọc các cái gai xương, nó lệch cực khớp hoặc là nó thoát vị cái đĩa đệm. Thường nếu mà nặng thì mình ít vận động nó sẽ teo cơ. Thì ở đây quý vị sẽ thấy cái khớp bình thường và cái khớp bị thoái hóa nó sẽ bị lệch cái cực khớp, nó có phì lại cái đầu xương ra, cái khe khớp nó hẹp lại và nó mọc gai xương lên, và nó sẽ làm cho bệnh nhân bị đau hoặc hạn chế cử động. Đó là thoái hóa khớp. Còn về loãng xương thì thấy rằng là ở Việt Nam á, là có tới gần 3 triệu người bị loãng xương. Và cái loãng xương này á, thì nó sẽ đưa tới gãy xương. Và người ta dự đoán rằng là cái tỷ lệ mình so sánh giữa cái loãng xương với gãy xương so với những cái bệnh khác, mình thấy nó rất là cao. Mình cứ nghĩ rằng là bệnh tim, đột quỵ hay ung thư là bệnh thường gặp ở người cao tuổi, nhưng thực chất ra loãng xương, gãy xương là cái bệnh chiếm hàng đầu. Và nó mỗi ca gãy của xương đùi nó sẽ làm tốn kém rất là nhiều cho xã hội, cho gia đình. Và tới năm người ta dự kiến rằng là năm 2020 ở Việt Nam sẽ có khoảng 32.000 người bị loãng xương, và nó sẽ tăng gấp rưỡi trong vòng 30 năm sau. Và cái loãng xương nó sẽ gây ra gãy xương. Mà nếu mình đã gãy xương lần đầu á, thì sẽ có nguy cơ sẽ gãy tiếp thêm cái xương nữa trong vòng 1 năm. Và 23% và có tới trong vòng 5 năm hơn một nửa số đó có thể gãy thêm một cái xương nữa. Cơ của loãng xương nó có thể là uống rượu nè, sử dụng các cái thuốc, đặc biệt là thuốc corticosteroid, rồi thiếu canxi, thiếu estrogen, hút thuốc lá, và cái quan trọng nữa là cái lối sống tĩnh tại, có nghĩa rằng là ít vận động. Và các dấu hiệu loãng xương thì mình sẽ thấy là ngày càng còng lưng, rồi đau lưng, rồi gãy xương với một cái chấn thương nhẹ thôi. Và thường mình chẩn đoán phải dựa vào đo mật độ xương. Một cái bệnh thứ ba thường gặp đó là viêm khớp gút. Viêm khớp gút thì những điểm cần nhớ đó là cái bệnh mà nó gây ra những cái cơn đau và sưng khớp ở cái vị trí rất là đặc hiệu, đó là ngón chân cái, do nó lắng đọng các acid uric trong khớp và thận. Và nó sẽ giảm nguy cơ nếu mình bớt uống rượu, mình bớt ăn những cái thực phẩm mà có nhiều chất purin. Và nếu mình phát hiện sớm, mình điều trị đúng thì mình có thể ngăn ngừa được những cái tổn thương khớp và thận vĩnh viễn cho bệnh nhân. Một cái bệnh nữa là cái bệnh viêm khớp dạng thấp. Thì cái viêm khớp dạng thấp đó là một cái bệnh tự miễn và nó chiếm tỷ lệ ít thôi, cho nên là tôi để nó sau cùng. Và nó hay gặp ở nữ, tỷ lệ nữ gấp 3 lần tỷ lệ của nam. Và mình sẽ thấy nó sẽ bị tổn thương nhiều khớp, nhưng đa số là các khớp nhỏ, và nó sẽ đưa đến biến dạng và tàn tật rất là nhiều cho người cao tuổi bị bệnh này.
Để kết thúc bài này thì chúng tôi xin gửi tới quý vị các cái thông điệp cần nhớ là cái dân số Việt Nam của mình đang bị đã già hóa, chứ không có nói đa già hóa nữa. Là chuyện thứ nhất, nhưng mà cái đặc điểm của người già mình đó là già mà không giàu và già mà không khỏe. Già mà không khỏe. Và cái việc mà lão hóa hệ xương khớp với lại cái thói quen ăn uống sinh hoạt không có đúng, nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ bệnh xương khớp ở người cao tuổi, đưa đến tàn tật và giảm chất lượng sống. Và một cái điều quan trọng là mình có thể phòng ngừa hoặc là giảm thiểu nguy cơ bệnh xương khớp với những biện pháp không phải là thuốc mà là biện pháp không dùng thuốc. Nếu nó có đau, nó có triệu chứng, lúc đó là sự phối hợp giữa biện pháp dùng thuốc và không dùng thuốc. Thì ở đây cái cả biện pháp bổ do không dùng thuốc, tôi để cái phần vận động lên trên, chế độ ăn đầy đủ canxi, vitamin để cho mất chất, giảm bớt mất chất xương và tránh các cái thói quen xấu, rượu bia, thuốc lá. Và nếu mình phòng ngừa tốt, té ngã nó sẽ đưa đến bớt tàn tật. Và nếu ăn lành mạnh, vận động thể lực và giảm cân là những biện pháp rất tốt cho hồ xương khớp. Và ở đây thì tôi xin giới thiệu với anh chị cái hình là cái chuyện mình vận động 15 phút mỗi ngày. Nó là một chuyện nhỏ nhưng mà nó sẽ đem tới sự khác biệt và lợi ích rất lớn. Và hy vọng rằng là các quý vị sẽ có một cái quá trình lão hóa, một cái tuổi già không phải là có thể không giàu nhưng mà khỏe và vui như những hình này. Dạ, xin cảm ơn.